xin mến chào các bạn yêu thích kênh YouTuber của Hải Vũ Vlog. Hôm nay Hải Vũ quay video là máy múc bánh lốp múc đất lên xe tải để chở đất. Đây là tuyến đường giao thông nông thôn mà người dân và nhà nước cùng làm để tuyến đường giao thông nó được đi dễ dàng và thuận tiện cho bà con nông dân phát triển kinh tế. Mà chiếc máy múc và chiếc ô tô tải đang múc đất để làm cống thoát nước. Mời các bạn cùng đón xem. Các bạn thấy video hay, các bạn hãy cho một like, một đăng ký và một bình luận. Xin cảm ơn các bạn nhiều.